Video này tranh gỗ Minh Châu chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một bộ combo bộ cha mẹ và bộ chữ phúc lộc thọ. Với bộ cha mẹ thì với kích thước là 37 1m07, video trước chúng tôi vừa mới quay xong, giá là 1,8 triệu. Thế còn bộ chữ phúc lộc thọ này của chúng tôi là kích thước vuông 55 và cạnh chéo nó sẽ ra được là 77 cm, đúng không ạ? Cái góc chéo, đo góc chéo, còn đo cạnh vuông là 55. Thì bộ chữ này chúng tôi bán với giá nó rơi vào 2,5 triệu. Và bộ cha mẹ thì là 1,8 triệu. Quý vị có thể thấy là bộ chữ là cái lòng chữ của nó rất là to và gỗ nó rất đắt tiền, và quý vị có thể thấy là rất là to, đúng không ạ? Đáng lẽ ra nó phải đắt hơn cái tấm cha mẹ, đúng không ạ? Cha mẹ là 900 một chữ thì 93,2,7 triệu, thì thôi chúng tôi bán nó hợp lý thôi, là 2,5 triệu, đúng không ạ? Còn đôi cha mẹ là 1,8 triệu. Thì bằng gỗ là hương đỏ của Nam Phi 100%, đúng không ạ? Hương đỏ Nam Phi 100%. Cha mẹ thì ở đây ta có thể thấy đây, trên là chữ phúc, dưới là thương cha xuôi ngược giữa dòng, đúng không ạ? Còn ở bên này là mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con, đấy, rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Tổng combo là 4,3 triệu, đúng không ạ? 2,5 triệu và 1,8 triệu, tổng combo là 4,3 triệu, bao ship đến tận nhà. Quý vị có thể về xưởng sản xuất của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, số điện thoại 0975 940 966. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đang quan tâm theo dõi và nhớ bấm vào nút chuông theo dõi chúng tôi để được xem nhiều các clip độc đáo tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.